Thì bây giờ cũng trời giống gió sáng mùa sáng tiết rồi bão tố rồi lo cho cách mấy đi nữa rồi cũng bỏ à. Vào sang cái nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn cấp kỳ cũng như bây giờ mình thấy nước. Tại vì cái đời máy của thiên cơ nó chạy mau lắm. Cũng như bây giờ thấy trời trong ngần nhưng mà ông mưa cái ông kéo tới dần vũ cái ông bão tố sập nhà sập cửa phải không? Cũng như cơn sóng thần ở bên Ấn Độ hoặc là bên Nhật đó. Đàn tới là đi không kịp, chạy không kịp. Dạ đúng rồi. À, vậy cái máy thiên cơ là nó mau lẹ vậy. Thì thầy nói máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai rồi nẻo thạnh si như thể tên mai. Đường như nhục rủi mai một lát. Thì mình thấy cũng như mà ở nước ngoài đó. Bây giờ mình thấy nào là sụp đất rồi bão tố. Nước dân này kia đó rồi khó lửa cháy nữa rồi núi lửa rồi đó. Đó. Thành ra nhiều cái mà rồi nó xảy ra để chi để mà lọc lừa chọn cái người hiền chúng đó anh em. Vì lập đầu hồi hôm qua đang coi hiền đức được là bao nhiêu. Nói vậy thì bây giờ mình chưa có làm hiền, ráng tu làm hiền. Thì nó đòi cùng tu gấp là sửa gấp. Mà sửa cái gì? Sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ. Bây giờ mình xét lại coi hồi trước mình xấu cái gì đó. Cũng như tam nghiệp, sát sanh, đạo tặc, tà giam. Cái miệng mình lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu dụng ngữ, cái ý thì tham lam sân nội mê si. Bây giờ mình già lại coi thôi, giờ mình ăn chay cúng lại nguyện niệm Phật rồi thôi, giờ mình mấy cái đó mình không có nên để mà nó sanh ra nữa. Đó, thì ta diệt được trời. Đó, rồi bây giờ chỉ có ba cái điều kiện, một là ăn chay sống cái đời, hai là cúng lại pháp môn tu cầu, rồi thứ ba là niệm Phật được sống cái đời, có ba điều kiện. Thì giờ tôi nói với ông bà chưa có đăng ký đó hen, bây giờ phải đăng ký ăn chay đi. Tệ nhất là 4 bữa, vì trang bữa là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt. Vậy thì nói hòa hảo mà vô cái đạo hòa hảo là phải ăn 4 bữa, đó là cái quy tắc. Thầy chỉ rồi nữa, thầy dắt mình dự hội hôm qua hay là dắt mình về cực lạc rồi đó, thì mình ráng cố gắng làm thêm nữa. Thì cái đạo cũng như nó có 3 bậc, hồi trước rồi Đức Phật cũng phân ra làm 3 thừa. Còn bây giờ cái đạo hòa hảo này cũng là 3 bậc, cũng như quyết giai tầng nên nói lời thừa là kêu vô ăn chay cúng lại niệm Phật làm hiền đó. Rồi thì bắt đầu lên cái trung thừa. Cái trung thừa thì hơi cao, bởi vì tôi cũng không có nói cao cái vụ mà trung với thượng tôi không dám nói. Nhưng mà nói cái người mà đã có ăn chay có tu rồi thì bây giờ mình nói lên cái trung để mình tiến lên, cũng như bây giờ tiểu học lên trung học rồi mới đại học. À, vậy thì bây giờ cái đại học với cái trung học không dám nói nhiều. Cũng như bây giờ nói bây giờ cũng như ăn chay, thì bây giờ quý ông bà cô bác có số đang ăn chay rồi, rồi có cúng lại rồi, có niệm Phật rồi. Nhưng mà cái đó nó có cái tướng thể còn vô cái chân thể nó cũng như thể lục tổ Huệ Năng. À, bà kể với sư thần Tú mới có tới cửa thèm chứ chưa vô nhà. Vậy cái đạo của Đức Thầy đó, nếu mà nói ăn chay rồi đó ha, thì nó hơi khó, một cái là chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì cái này bước lên cái bước thứ gì đó. Chay tâm là gì? Thương người, mến vật, rồi giúp thế độ đời, không lòng hờn giận, rồi chẳng giả ghét ganh. Thì cái này là trung. Giúp thế độ đời. À, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh. Thì mình thấy nó chưa, cũng còn mới đến, bị mới ăn trương, mới cúng lại niệm Phật rồi, chứ chưa. Đó, rồi bây giờ xem cái giờ nó cúng lại. Cúng lại thì có cúng rồi, tôi bây giờ tôi cúng có khi là tôi cúng rồi, còn nhang tôi trả lời tôi cúng nữa đi em. À, là nghe. Ví dụ tôi nói bây giờ thôi, bây giờ ngày công phu 1 tiếng đồng hồ, buổi, sớm 1 tiếng, chiều 1 tiếng. Thì cúng 20 phút, cái ngồi lại niệm Phật 20 phút, cái trở lại còn nhang cúng 20 phút nữa là 1 tiếng đồng hồ để công phu. Nhưng mà cái cúng của mình ha, mình ra lại coi, cúng mà cho nó được thành tâm thì cái điều này ít được. Vì Đức Thầy nói khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, mình xét coi có lỗi gì không. Phải làm tròn các việc diện tàn, dân cho nên làm bướng, làm càng, trong lúc khóe niệm cho lấy có. Một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hòa nguyên phản bổn. Mà nếu không được như vậy thì tà với chánh nó đương trà trộn. Cúng đây mà cứ lo tưởng này tưởng kia không, mà tưởng ba cái lúa ha, xe con mình xách chiếc xe chạy ra rồi đó, thì theo nó hoài đó. Vậy thì cái cúng của mình nó không có thành tâm, nó cũng khó.
Thầy lên cái mức đó nó hơi cao chút, rồi niệm Phật cũng vậy. Bây giờ thầy nó dễ ợt, nhỏ, bây giờ niệm cũng được nữa. Nhưng mà dồn xét là mình niệm được nhiều. Bây giờ ngày đêm 24 tiếng hồ phải không? Mà phải chia 5 năm, mà phải chia 5 năm mới đậu. Thì bây giờ phải 12. Một ngày một đêm nữa ha, nói vậy chứ chưa chắc gì niệm được 3 tiếng hay 4 tiếng hồ. Thì thầy nói rồi, chữ lục tự trì tâm là đi đứng nằm ngồi. Mà ngặt tối ngày niệm gì không rồi chứ không có niệm Phật. Niệm chút cái nó đi đâu mất tiêu rồi, lo niệm gì đâu không phải không? À, vậy thì đen lớn cái bực trung thôi, tôi thấy là nó cũng không có vô được. À, ăn chay cũng không vô được nè, rồi cúng lại cũng không vô được, rồi niệm Phật cũng không vô được nữa. Nhưng mà tôi thí dụ về đang vớt, nói là cái ý tôi nói thôi bây giờ ông thầy giáo không lẽ là tôi học đứa học trò thêm môn. Thôi giờ ăn chay 3 điểm, cúng lại 3 điểm, rồi niệm Phật 3 điểm. Đi làm phước bắt cầu bộ lộ đắp kiếm thuốc nam này kia gì đó ha, đi cầu nguyện nó kiếm thêm điểm mới 10 điểm. Cũng như đứa nó học trò nó thi phải nhiều môn. Thì cái đó là vớt nhau nói đặng cho mình ham làm. Chứ còn thật ra một môn 10 điểm cũng đậu nữa. Yeah. Nhưng mà ngặt con cái thời kỳ này tới 84.000 nghiệp nhiễm con người mình khó hàng phục được dòng tâm. Thì Đức Thầy có nói rằng cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành. Từ khi mà lục tổ Vệ Năng với Sùng Tú tranh đấu với nhau rồi thì cái đạo Phật cái tranh đấu là mất từ bi cho nên bế mạc không truyền nữa. Mà bên kia bế mạc rồi thì bên nay thần Tú ra đời. Cho nên tu đó giờ có nghe ông sư nào thành không? Mà đây là Đức Thầy nói nghe. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành. Chứ phải có thành ra thì được. Là vì tu theo thần Tú là tu tướng đó. Bởi vì cái đạo Phật Thích Ca là đạo vô vi. Rồi nó làm vô vi chánh đạo mới màu đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu. Họ tìm kiếm cái không mới có. Còn này ngặt có không. Cái gì cũng có. Chùa bự, Phật bự này kia, chức bự này kia. Thành ra gì chứ đó. Nếu mà xuất gia là phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Không còn gì nữa. Lo đạo chứ còn không lo nghĩ gì danh lợi tiền bạc hay vật chất gì nữa hết. Thì cái người này mới thiệt là tu. Nhưng mà thôi thời kỳ hảo ngôn mặt pháp này nó nghe bế mạc rồi thôi giờ tu Đức Thầy khi mà mở ra Thầy nói thôi tàn thể trong đạo của ta hạng tại gia. Học Phật tu nhân. Hồi trước thì cái đạo Phật chia làm hai hạng xuất gia và hạng tại gia. Mà ở xuất gia là cả vật chất của tinh thần lo đạo. Đó. Thì người nào quyết chí tu cho chứng đắc. Nhưng mà cái thời kỳ đó cái chia ra năm thời kỳ cũng như thời kỳ 500 năm trước là giải thoát kiên cố là con người chưa nhiễm gì hết trơn nghe Phật nói chứng đắc liền đó là giải thoát kiên cố. Xuống 500 năm là thời đời thiền định, bị định nó mới có năm nó mới phát huệ. Nó chỉ thì 500 năm là 1000 năm là thời kỳ thiền định. Rồi đến 500 năm nữa đó là thời kỳ đa văn là phải học lời của Phật rồi ngồi lại định cái tâm nó mới đắc. Rồi đến 500 năm nữa là 2000 năm thì thời kỳ tháp tự là cất lên tỉnh xá, cất cốc ở học. Học lời của Phật rồi ngồi lại định cái tâm nó mới đắc. Rồi đến 500 năm nữa là thời kỳ đấu tranh là giữa thần Tú, lục tổ Vệ Năng là bế mạc. Mà bên kia bế mạc thì bên đây thần Tú ra đời. Thành ra mà có cái tu theo tướng thể. Thì đa số bây giờ tôi nói thẳng cái hòa hảo này cũng vậy, tu có tướng thể nhiều chứ còn nói gì chân thể ít đó. Đi thì đông, tu thì lâu, nhưng mà bây giờ nghe tôi thấy 10 người chứ giờ chỉ vài người. Cái đi này đây, một là cái người này quyết chí tu hành đạo. Thì cái người này nghe kinh giảng này kia rồi công phu hành đạo tập làm hiền. Rồi giúp thế độ đời được. Còn cái ông này đó thì ông theo đạo, thấy người ta vậy đó rồi theo. Cũng sắm áo đi cúng này kia cũng chạy cúng này. Rồi có người thì giữ đạo. Cái số giữ đạo này đó ha, cũng ăn nhậu nhưng mà nói động tới hòa hảo là trời ạ, bập liền á. Thành ra cái đạo hòa hảo bây giờ nó cũng có nhiều hạng đâu. Nhưng mà thôi bây giờ thầy biểu mình nó tu tịnh ít nhiều cũng hay. Hãy có cấp sách đến trường thế nào cũng biết chữ thì bây giờ mình cũng ráng tu. Thì nó có ba điều kiện. Nó một là cái giấy 30 đồng ngồi thượng hạng trước, nhỉnh cái mặt. Rồi vé 10 đồng là ngồi sau. Còn cái vé mà 4 đồng vô không dẫn ai hết trơn, nó là trai 4 bữa là quy tắc đó. Thì nó có ba cái hạng gì.
Vậy thì bây giờ tôi nói quý ông bà cô bác mà chưa có mua vé nữa ha, bây giờ phải đăng ký mua vé đi. Tôi nói bây giờ đi lên trên núi ông Cấm nha, mà không mua vé 20 đồng 25 ngàn nữa ha, là công an không cho vô. Thì đúng. Thì nữa đó, Phật thầy cũng nghe giao đức có quản cấm bốn thẻ, sau này đó chư thần nó giữ cửa đó. Yeah. Mình không có ăn tương là không có vô được. Yeah. À, vậy thì bây giờ cô bác mà chưa có mua vé, tôi nói là mua đi chứ để chờ sắm nổ mua không được. Bởi vì chờ tiếng sắm nổ vàng nè, có tánh ăn năm nay muộn mà từ đây lên Xuyên hay vòng vòng có đâu có cái chợ nào bán đạo đâu. Dạ. Đó. Thành ra thôi dùng đăng ký trước đi, đăng ký Đức Thầy để chai mấy bữa đó là chai. Dạ. Nhưng mà từ 4 bữa sắp lên chứ 3 bữa không được ạ. Cái quy tắc của Hòa Hảo là phải 4 bữa. Vậy thì mong rằng quý ông bà cô bác, chị em, con cháu nào chưa mua phải đăng ký mua liền đi. Cái lúc này còn mua được để khóa sổ cái mua không được. Vậy là để chờ xong nổi dân sinh lại ba tánh năng lại. À thì chờ nó đâu có ai bán nữa. Cũng như cái trường học mà hãy quánh trống rồi là góp bài đâu còn còn mừng bài nữa. Dạ. Thì chờ sắm nổ rồi thì gom bài rồi chừng đó thi chứ không còn làm bài nữa. Dạ. Thì cái lúc này lúc mà chúng ta làm bài nè, chúng sanh còn có lập thân hội này. Vậy thì hôm nay đó riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất may, may là được một vị Phật xuống đây dẫn đường chỉ lối cho mình, mà giờ mình không có để mà quy ổng uổng như lắm. Mình đã vô lượng lần luân hồi trong đường lục đạo này nè. Thầy nói phụ mẫu thăm ân vô lượng kiếp, mỗi lần đầu thai lên sẽ có cha mẹ, dầu con cá cũng có cá mẹ, một con gà cũng có gà mẹ, mà nó có ơn phụ mẫu đã vô lượng lần, hoặc là vô lượng thứ trong thế giới mình đầu thai là đủ thứ hết. Theo cái lực nhân quả đó thì đầu thai rùm rùm hết á. Như vậy thì kỳ này là được cái kỳ xả tội, mà hôm nay mình làm người rồi gặp Phật nữa, mà mình không có đăng ký đó, nó uổng. Bởi vì kỳ này mà nếu không tu đó, tiêu sát tiêu hồn mà nó tiêu sát hồn mà nó thành ra nước đất đá cây này kia đó, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có ngoài trời. Bị nằm nó chờ cho tới hạ quân hạ gì nó mới đầu thai lên. Thì mà cái kiếp này mình không tu là nó phải lưng nằm đó chờ đợi. Cho nên kỳ này ráng lập thân, mong rằng quý ông bà cô bác tôi cũng nguyện ở trên Long Thần Hộ Pháp rồi kia đó, Đại Thế Chí rồi kia gia hộ cho tất cả cho quý vị sáng suốt trên qua lời của Đức Thầy chỉ dẫn để chúng ta lập thân. Một là đến hội Long Hoa, nếu không thành Phật thì hội Long Hoa chúng ta làm dân Phật quốc cũng hưởng sự thái bình. Về sau này nó lập cái đời hội Long Hoa, lập cái đời thượng quan lại đó là cái đời tiên tại thế, nó khỏi mần cũng ăn khỏi lo cũng có mặt sống tới 10.000 tuổi đó. Không đau không bệnh không còn hơn thua gì nữa, ta nói sung sướng như tiên, khỏe như tiên, đẹp như tiên. Thì như vậy có lúc này mình làm sơ sài vậy mà được hưởng, mà không làm là nó uổng. Tôi nói bây giờ dầu cho mở ra 10 công ty xí nghiệp gì đi nữa đi, mà có vật tỷ vật gì đi nữa thì cũng không có mua được, làm sao mình sống được 10.000 tuổi. Sống trăm tuổi nó không có nữa, rồi làm sao mà mình hưởng cái cảnh nó được. Mà bây giờ mình chỉ làm theo là Đức Thầy chỉ làm ra 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 vậy đó, mà sau này hưởng cái cảnh tiên. Thành ra cơ hội rồi nó quý vô cùng, mà mình không có đăng ký nó uổng như lắm. Cho nên mong rằng quý ông bà cô bác ráng mà giác ngộ đi, để rồi lập thân nghe Đức Thầy chỉ dẫn, rồi sau này lập lại lời thượng ơn ban thưởng cho mình hưởng. Chứ mình đã khổ từ đó rồi, cái cõi ta bà này là cái cõi tù mà đài nữa, ở tù mà bị đài. Bây giờ mình thấy có ông nào giàu chứ có rảnh đâu. Bây giờ làm tổng thống bí thư này kia vậy, lúc này cũng bù cái đầu hết trơn, phải không? Chiến tranh dịch bệnh nó đang tràn vào, đang làm dữ tùm lum hết trơn. Thì Đức Thầy có cho biết rằng trời giông gió sáng mùa sáng tiết, thì bây giờ có một là trời, hai là đất, ba là người. Thì bây giờ mình trời mình thấy giông gió sáng mùa sáng tiết rồi, bây giờ bão lụt hoài phải không? Rồi hạn hán này kia, nó là cái điềm trời. Cũng như ông trời muốn mưa là không phải chuyển. Rồi đất thì bây giờ nào là núi lửa nè, rồi động đất, rồi sụp đất này kia nè. Rồi có chỗ thì hạn hán này kia, rồi có chỗ thì ngập lụt, nó khổ. Rồi con người của mình, thời kỳ này đó mình thấy không, có lắm lúc con còn giết mẹ. Bây giờ nó giật dọc ngoài giữa đường giữa xá, rồi tiệm vàng này kia coi trên đài nó chạy vô nó đập lấy à.
Đó, thành ra chỗ đó thấy cái đài này nó lạng rồi, cũng như cái tuồng hát mà sắp giảng ha, thì nó lạng cái đặng rồi nó giảng. Thì Đức Thầy cho biết rằng vậy đó. Thì bây giờ mình coi trên thế giới bây giờ đó, mình thấy đó, chứng minh rõ ràng rồi, nó khổ vậy đó rồi sắp giảng đó. Cũng như cái tuồng hát, cũng như ba màn tới hai màn thứ ba là giảng, cái phiên chuyện này kia cũng vậy, nếu mà 20 tập, 100 tập nhưng mà rồi cũng kết thúc. Mà khi kết thúc rồi nó gây go rồi đặng nó kết thúc. Mà nhớ nha, khi mà nó kết thúc rồi nó giảng nó không còn mấy người. Thì cái đài Hồng Quân này cũng vậy, Đức Thầy nó sống không còn bao nhiêu đâu. 10 phần hết 7 còn 3, rồi hết 2 còn 1 mới ra thứ bình. 100 mới được, ối thôi 10 người. Thì mình coi trên thế giới bây giờ nói về cái vấn đề tu hen thì ít lắm. Dạ. Bây giờ mình xét coi. Riêng có nước Việt Nam này đó hen thì có ở trong nhà Phật là tu khá khá nha. Còn lọt ra vùng ngoài này kia hay các nước khác bây giờ đâu có. Thành ra chỗ đó mà làm sao sống. Bây giờ ông nói tu thì sống, không tu thì chết. Hiền còn giữ mất, mà bây giờ tàn là không giữ không à. Dạ đúng rồi. Đó. Hỏi con người đó thì nếu mà làm người thiệt người thì biết thương người, mà thương người thì phải làm sao giúp đỡ lẫn nhau. Còn này chế ra tàn là cái đồ giết người không? Dạ, vũ khí hạt nhân rồi. Và hồi trước là bóp cò cái chết người thôi phải không? Dạ. Bây giờ nhận nút cái chết cả ngàn người, cả triệu người. Dạ. Thì con người nó bất nhân. Thành ra Đức Thầy có than câu, Thầy nói ta không thể đem cái phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Đấy, giờ tàn bạo, hung dữ, đủ thứ. Thành ra mình thấy vậy thì thôi, giờ tôi nó mong rằng vậy có cái tu đi. Chứ cái đời này lo cho đã rồi cũng bỏ hả. Thầy nói cờ đã thất rồi còn chờ nước chiếu. Hãy chiếu là bí. Mà bí rồi thì hỏi đâu có làm gì được nữa. Cũng như mình giờ, hạng hơn đã hết đời là chiếu bí rồi. Rồi còn mình giờ gì? Cái cuộc sống của con người của mình chỉ có tắc hơi thôi. Dạ, đúng rồi. Mượn nó thở ra hít vô mà nó ra mà nó không trở lại là rồi. Cuộc sống tao rồi mượn có tắt hơi. Dạ, đúng. Đấy. Vậy thì mình giờ hai cái nó rượt mình. Một, con ma bệnh theo hờ bán gót. Dạ. Thứ hai là thần chết kia ôm hót bên mình. Cũng như mình coi trên sở thú đó. Mình thấy con cọp này kia beo nó rượt mấy con na mấy con hươu rồi kia nó ép ăn thịt. Thì mình cũng vậy đó. Dạ, thấy khổ. À, thì mình đây nó chưa tử thần cũng rượt mình sau lưng. Dấp dò là bị á. Dạ, con ma bệnh theo hờ bán gót đó, thần chết kia ôm hót bên mình. À, vậy thì bây giờ thấy đời không ơi chết tuổi sanh. À, tôi đi cầu nguyện này có vậy chứ cũng có bữa đi bao cù à. Bữa 10 mấy đám, 10 đám, 300 đám. À. Làm như cái di chứng dịch nó còn thành ra bởi vì bây giờ thời lúc này ta cũng bị bệnh nhiều với diễn mùa nữa nè ông hai. Thì nó diễn hoài đó. Yeah. Hồi Đức Thầy nói đây rồi còn cái bệnh trời nữa. Đau nhiều chứng dị kỳ. Bây giờ nói lên nhà thương mình không biết cái chứng bệnh nào cho hết được. Đó, nhiều khi bác sĩ bó tay mấy cái bệnh mới này kia. Yeah. Đó. Thật ra Thầy biết là nó đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, kể từ nay lao khổ cho đến cùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi rung rung, người bảo ác không tàn tránh mạng. Thì đây cũng là lọc lừa. Đó. Rồi cái nạn mà bệnh trời. Mà bệnh trời nó là chết dữ lắm. Tôi nhớ hồi trào 45 mà tôi còn biết. Đầu trên quánh mỏ sớm dưới la làng. Ông dịch chết đó, chết, à, chết rồi để chôn ngoài đồng mà chưa vô tới thì trong nhà chết nữa, có nhiều khi nhà cháy đó mà chết hết trơn rồi đốt cái nhà luôn. Dạ, hồi trào 45 ông dịch đó, chính ông già tôi này kia cũng bắt tôi nhớ, rồi mấy ông mới tổ chức lấy phản lấy dâu dâu này kia đó, rồi ruột chém thí là nó đây nè vậy mà sao nó êm. Chém thí nói này là được quơ ra chém trong này, trong vách, trong cây đồ này kia đó. Dạ. Vậy mà em, chứ có lúc đó nhộn dữ dằn. Chiến tranh này là lúc nào già rồi bệnh dịch đó hả? Chiến tranh. Thì cái thời kỳ đó thì thời kỳ Pháp. Pháp này đó, hội Việt Nam mình á. Là người mình chết không? Mấy người Pháp rồi có chết không hay? Mình đâu có biết được, nhưng mà làm sao không chết. Thì cái không khí đó hưởng cái không khí chung mà. Dạ. Rồi ví dụ như người tu mình mà người ta tu 30-40 năm mà ví dụ nửa chừng
người ta ta ngã ngang đó rồi mấy người đó có được hưởng gì không ai? Thì cũng có, nhưng mà đều có một cái theo lời của Đức Thầy đó, thì hãy có tu là có hưởng, cũng như cái miếng đất mặc dầu nó phèn cách mấy nữa, nhưng mà có trồng cái ớt thì thế nào cũng có trái hưởng. Yeah. Ngặt có cái không trồng là không hưởng à. Bị cái lực nhân quả đó, làm nhiều thì hưởng nhiều, mà làm ít thì hưởng ít. Yeah. Đấy, cho nên cái cõi Ta Bà là cái cõi nhân quả, nhân là hột giống mà quả là trái. Thành ra bây giờ mình tạo cái gì thì hưởng cái đấy. Thành ra mình tu mà rồi mình ngã đó thì nó cũng có cái phước, nhưng mà nó chờ đúng cái nhân duyên rồi mới hưởng. Yeah. Còn không thì nó cũng mới nằm đó chờ, thì theo cái duyên là gặp gỡ, nó gặp với nhau rồi nó mới nảy ra mới hưởng. Thì cái quả Ta Bà này rồi trước Đức Phật nó thiết được nhân quả không à, nhân là người mà quả là nghiệp quả. Yeah. Người làm cái gì hưởng cái quả nấy, làm ác hưởng ác, mà làm phải thì phước hồi bên lưng. Còn nhân là hột giống mà quả là trái, vậy thì mình gieo cái giống gì thì hưởng cái quả nấy. Vậy thì hôm nay mình được gieo cái giống Bồ Đề. Yeah. Giống Bồ Đề là giống thọ đó. Cũng như Thầy nói, rừng hồng dừa lố cảnh trời thu, ruộng sâu đã cấy chờ bông trái thì sẽ ấm no thoát ngục tù. Vậy thì bây giờ mình gieo giống Bồ Đề đó, Đức Thầy đưa xuống đây cho mình gieo cái giống đó, mình cấy vô trong tâm mình. Ruộng sâu thường khi ta nói là một dũng câu nằm bằng năm bằng mướn, ruộng sâu là ruộng trúng, thì giờ mình cấy cài ruộng tâm đó, vậy mình đem cái đạo vô trong cái tâm mình đó, thì giờ mình hãy làm nhiều thì hưởng nhiều, mà làm ít thì hưởng ít, mà hãy làm luôn thì hưởng liền, còn không thì nó bị gián đoạn, nó cũng nằm chờ đợi thời cái thời cơ nó thuận nó mới hưởng được hưởng, cũng như tu mà ngã rồi này kia đó. Thành ra cái lực nhân quả vậy đó. Vậy có nghĩa là nhất thời trong thời kỳ cận mạc nữa, cái quả nó sẽ đến gần hơn phải không hai? Gần mau. Yeah. Cũng như đời xưa đã báo thì chạy, đời nay thưởng phạt một giây nhãn tiền. Cũng như hồi trước á, một năm mới có mùa lúa là mùa. Bây giờ một năm ba mùa, ba vụ. Cái cây mỗi lần như cây xài hay cái mít về ta trồng 3 năm, 5, 6 năm mới có trái. Còn bây giờ trồng năm 1 mà. Cái ghép rồi này kia đó, xịt thuốc rồi kia đó. Vậy thì kỳ này cũng vậy mau. Cái nhân quả tu thì hưởng liền. Cho nên tôi thấy là nó rất là quý báu. Mà dường như cô bác bây giờ đó nhiều khi còn mê, không thức được. Như Thầy đã kêu hết hơi hết sức rồi. Thấy mình đang ngủ mê, Thầy xuống đây thì kêu bổn đạo ơi hãy thức, vậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Rồi rung chuông, rồi đánh chuông, rồi nện chuông nữa mà mình không chịu thức. Tiền tay quá mê phải không? Yeah. Cho nên giờ đây cũng tôi cũng nhắc đây là lời của Đức Thầy, để đặng rồi mình giác ngộ tu đi, để lập thân hưởng. Chứ để bỏ qua cơ hội này uổng lắm, muôn thu mới có một kỳ. Làm người khó gặp Phật là khó hơn. Xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Hôm nay mình đã gặp ông Phật xuống đây, rồi ông chỉ mình. Cũng như mình đang lạc ở trong rừng mê. Mà là ở trong rừng thì nó mưa gió, rồi muỗi này kia, rồi thú dữ này kia, sợ sệt này kia. Nhưng mà hôm nay ra rừng bụi có người mở ngõ, có cái ông này là Đức Thầy mình, mở ngõ ông dẫn mình ra. Nay rừng bụi có người mở ngõ nữa, mà không chịu ra, cứ ở trọng rồi mưa nắng này kia, rồi thú dữ này kia nó khổ. Đó, cho nên đây là cái cơ hội, mà nếu mà chúng ta không có ra thì nó rất là uổng lắm. Dễ gì mà có cơ hội này. Thành ra nói riêng tín đồ Phật giáo và hảo chúng ta mừng. Mừng là gì được có ông Phật xuống đây, ông chỉ dẫn. Đó. Nhiều cái mà ông đi dụ mình, rừng bụi có người mở ngõ. Rồi bây giờ mình cũng như con chim mà bay xa đường, mỏi cánh mà trời sắp giông gió tới rồi, mà bây giờ gặp cái cành này mà không đậu lại, để cứ bay rồi đây bão tố tới. Rồi mưa gió rồi mình mới ra sao. Nó lời tao khi nhủ như cành dẻo chim như kia đó. Hoặc là mình đang lặn ngập ở trong bể trầm lưng này, thì Đức Thầy xuống đây vớt mình. Thiền Bát Nhã cầm tay lái nè, quyết đưa người khỏi bến sông mê, Thầy xuống đây lặn hợp vớt mình.
nó quyết độ rồi cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng yên vui cực lạc, hoặc là nghiêng hai vai gánh nặng non sông vớt trăm họ làm than bể khổ. Mà được ông xuống đây ông vớt mình lặn hợp chứ bể trầm lưng này khổ rồi. Đó, mà bây giờ được ông vớt lên mà không chịu trồi lên nữa thì mình thấy là mình quá tệ phải không? Đó, cho nên vì chỗ đó mà mong rằng quý ông bà cô bác anh chị em ráng tĩnh tâm mà hướng về giáo lý Đức Thầy để rồi đăng ký. Thì giờ có cái ăn chay để dừng nghiệp và tạo phước vì cái đạo Phật là đạo từ bi. Mà bây giờ mình quy với ông Phật rồi thể hiện lòng từ bi, cũng như bây giờ nếu nó ăn mặn mà đóng cửa lại ngày đó ít nhất cũng hai cái tội. Sắm hơi ăn con hến chịu con ốc, mà một tháng thì 30 ngày thì 60 bữa ăn. Thì hỏi giờ con người của ta cái linh hồn nó hưởng về cái phước về cái tội. Mà nếu người ta cứ làm tội hoài thì nó nặng rồi nó chìm xuống dưới địa ngục. Cũng như cái vật gì dưới sông, nếu mà nó nặng thì nó chìm, mà nó nhẹ nó nổi trên. Cũng như cái giờ điếu thuốc hoặc cái cây nhang mình đốt cái khói nhẹ nó bay lên, còn cái tàn cái nặng thì rớt xuống. Thì cái linh hồn mình nó nương theo cái phước của cái xác thân này tạo lành hay dữ. Nó tạo lành á thì nó nhẹ nó bay lên, còn hãy nó nặng thì nó rớt xuống. Vì thế mà hôm nay chúng ta ăn tương để dừng nghiệp. Rồi thứ hai cúng lại là pháp môn tu cầu. Bây giờ đó giờ mình cái tội của mình nếu có hình tướng rồi bằng cái núi Tu Di à. Bởi vì mỗi lần mình đầu thai lên nó giết không biết bao nhiêu, ăn không biết bao nhiêu phải không? Cũng như nói một kiếp này thôi. Mà nếu nói ở đây đó ha, thì dân câu, dân lứ, đặt lò, đặt lợp rồi kia rồi, rồi chuột, bọ, lương này kia đó bắt biết bao nhiêu. Mà nếu nói nghiệp giết mạng thường mạng thì làm sao thường cho nổi. À, bây giờ có nghĩa là người ta đông quá đó, ăn cái kiểu đó giết chắc không còn con gì. Tại đây chỗ đó mà bây giờ mình phải cúng lại là pháp môn tu cầu. Thì Đức Thầy có đọc đoạn cầu, mà cái cầu này nó rất là siêu sức đó. Cũng như Đức Thầy nói, lời Thầy cạn tỏ âm hao để truyền mối đạo vàng thao lục lừa tu cầu. Thận gió hòa mưa an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Nó nhờ tu cầu này kia với thận mùa thận tiết ba lúa nó mới tốt. Còn bây giờ nó ngập cái hạn hán cái là chết ra là mình đói luôn, phải không? Phải tu cầu thượng có mà u gió hòa mưa an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, bây giờ bệnh nhiều phát cầu từ bi xã Phật ban phép lành, tu cầu mới thoát khỏi tử sanh rồi luân hồi trong đường lúc nào. Nương theo Phật quốc là lành hàng nghe cõi trần, đừng đắm ngựa xe đeo tuồng mộng quyển lập đè sắc hương. Rồi tu cầu cho tâm họ hiền lương, phải đồng thanh niệm Phật rồi tai ương chẳng còn. Rồi tu cầu mới gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Rồi tu cầu mới thoát khỏi xích xiềng giữa kề chân Phật xả miền trần lao. Rồi tu cầu mới chống hết binh đao, không còn chiến tranh nữa, gặp đời bình trị sức bao vui về. Vì pháp tu cầu đó chỉ mình cầu trên thì Đức Phật mới thương, vì những đứa con này nó có lòng nó cầu khẩn thì trên mới ban bố phước lành cho mình. Đó, vậy thì cái phương pháp cúng lại là pháp môn tu cầu. Rồi kỳ này xả tội nó mình cầu Phật xả tội, cũng như ngủ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xả tội điện tử tiêu ta tịnh sự, rồi trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Đó, vậy thì mình cũng lại trên để giúp đỡ cho mình sáng suốt, hoặc là tai nạn nó qua đi đặng rồi mình yên tịnh mình tu. Đó, phải nhờ quan thượng đẳng đại thần chư vị sơn thần chư vị năm non bãi núi long tần hộ pháp, hay là các vị bồ tát này kia đó giúp cho mình. Cái mình nó phàm này làm sao mà hiểu được, thành ra mình làm sao mà đương đầu nổi. Thì thế kỳ này xả tội chúng ta phải cầu. Đó, rồi pháp môn niệm Phật là để trừ cái vọng niệm. Vì nó là một cái phương pháp, cái liều thuốc để trị động chứ không có gì hết. Cũng như bây giờ cái cõi Ta Bà là cõi động, mà cái cõi cực lạc là cõi tịnh. Mà bây giờ mình sinh về cực lạc thì phải tập cho cái tâm mình nó tịnh. Mà muốn tịnh thì phải niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà cho lòng mình nương theo đó mà thanh tịnh. Vì niệm niệm Phật để trừ vọng niệm chúng sanh. Đó, vậy thì có niệm Phật nó mới trừ được cái vọng niệm, thì nó tâm nó mới thanh tịnh. Mà hãy thanh tịnh rồi thì nó giao cảm với Phật được. Rồi thứ hai nữa là mình niệm Phật để gieo duyên, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên. Cũng như ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Chỉ rồi niệm Phật là cái nhân mà nữa rơi sinh diệt cực lạc là cái quả. Rồi ao sen báo Tây Phương luôn nở cũng chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm.
Địa đề niệm Phật là cái nhân mà nữa chết bỏ xác là cái linh hồn nó bay về nhập vô thai sen là cái quả. Nó là đối nghiệp dẫn sanh. Rồi về trở nằm đó rồi chừng nó cái nở ra rồi học đạo, lên trên văn duyên giác, Bồ Tát mới thành Phật. Chứ giờ mà cũng khó, cái cõi ta bà này mà khó mà tu được, đắc đạo được. Nói cho nên bây giờ đối nghiệp dẫn sanh là mình nguyện nay đặng có khi lâm chung về nhập cho thai sen. Thì tôi nói pháp môn tịnh độ, những người mà hiểu biết rồi bây giờ mình ráng suy nghĩ gì đi. Bây giờ nếu mình còn nghiệp thì chiều nay mình ngủ đó là mình chết đó. Nhưng mà cái nghiệp còn thức ở đây. Còn như mấy ông đạo người ta đã phát nguyện rồi đó, ta cũng ngủ ở đây, nhưng mà chừng thức ta thức ở trong bông sen trên. Vì nhập thai sen, thần thức nhập thai sen đó, rồi nở ra rồi học đạo trên. Cũng như mà nó đi địa ngục mà mười cửa ngục khảo tra cho đã đời, rồi đầu thai lên đây phải chung cho bụng người đàn bà nằm trong 9 tháng 10 ngày cho nó quên hết, rồi mới sanh ra mới tập kêu ba kêu má, rồi học làm thầy làm thợ mới làm người, chứ đâu phải lên làm người gì đâu, phải không? Thì về cực lạc cũng vậy. Vậy cái cõi cực lạc ngày xưa thành Phật mới được về, còn hôm nay rồi kỳ hạ quân mạt pháp mà đối nghiệp vãng sanh hãy có nguyện, thì khi lâm chung Phật phấn hào quang thì cái linh hồn mình theo cái ánh sáng nó về nhập vô thai sen, rồi thức ở trển chứ không có thức này nữa, rồi đã trển học đạo luôn. Nói cho nên cái phương pháp mà tịnh độ là đối nghiệp vãng sanh, hiểu vậy thì cái người tu nó không sợ chết, cũng ngủ vậy, chiều nay ngủ phải không? Nhưng mà ngủ chừng thức, thức ở trển chứ không thức ở đây. Còn mình còn nghiệp thì thức ở đây, đặng trả nghiệp hoặc là tu thêm. Giáo hòa hảo nó không phải là mình, mà mình ở trong đạo rồi mình tự xưng mình. Chứ tôi thấy nếu nói riêng Phật giáo hòa hảo thì tràn lại gốc bự không à. Một là muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, là ông làm giám đốc của khóa này. Đó, vậy thì dân lệnh của Đức Phật Di Đà để rồi dạy, mà dạy là dạy giáo lý của Phật Thích Ca thì cái gốc là cũng bự rồi. Đó, rồi Đại Thế Chí Quang Thế Âm phụ tá cho Đức Phật Di Đà thì cũng gốc lớn. Rồi Đà Đức Ngục Đế, Đức Ngục Đế là cai quản cái quả ta bà này, mà bây giờ ngài thầy cũng muốn dâng cái Đức Ngục Đế, rồi sẵn là Đức Minh Vương nữa. Vì vậy nguyện cầu của huyền thất tổ ta nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hội thượng Phật từ bi Phật vương luật chúng thế giới bình an. Vì chẳng qua là Nam Việt vô dương nên ta ít mới xảy ra nạm thiết, thì thế mà lãnh trách nhiệm của Đức Minh Vương tu để rằng rồi chỉ cho mình làm hiền, đặng dự hội Long Hoa, đặng có số đặng làm dân Phật quốc. Vậy thì tôi nói riêng tín đồ Phật giáo hòa hảo hôm nay đó thì mình bằng tàn là gốc bự không, rồi đi kiếm cái gì nữa giờ. Vậy thì những người đó người ta đã có tu trước rồi, già rồi. Cũng như tôi bây giờ già rồi, đây này tu rồi, nhưng mà nó nửa chừng rồi chết đi, nhưng mà tôi nguyện để trở đầu thai trở lại đặng tu tiếp, bổ túc đó. Thì cũng biết, có coi kinh, coi giảng thì biết đi cái lực nhân quả đó. Thì mình tạo cái gì thì mình hưởng cái lại thức đó, nó nhớ, nó ghi đó. Thành ra bây giờ đầu thai trở lại rồi nhớ nhắc thôi. Thì cái điều nhắc mà nói người ta tu thì tốt, nhưng mà coi chừng, phải ra cho kỹ, coi cái người này đúng hay sai, thiệt hay là giả. Bởi vì tu thì phải có đúng sai, thiệt, giả, chánh, tà. Vậy thì cái kỳ này là Đức Thầy nói diệt tà lập chánh, kỳ này xuống lập cái chánh, tà mất hết. Vì thế mà bây giờ mình thôi, nói riêng tín đồ Phật giáo hòa hảo thì tôi cũng khuyên rằng thôi bây giờ đừng có tin ra, nếu muốn cái gì là giảng Đức Thầy ra, coi cái biết rồi làm theo. Và chắc lợi chứ không có gì nữa. À, vậy thì bây giờ Đức Thầy căn dặn mình, thầy xuống đây lãnh năm sắc lệnh, xuống đây cứu đời và lập quốc. Cứu đời là hạ quân nay đã hết đời, mà khi hết đời nó diễn biến nhiều cái hiện tượng, cũng như bây giờ giặc giả trước mà nhiều trận giặc chứ không phải là một, cũng như bây giờ nói khắp thế giới bệnh lương cụ túc nó quyết tranh giành quyền lợi xét sâu nhau, thấy chúng sanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thì bây giờ mình thấy ở Biển Đông bây giờ tranh đương cũng như Urana, Nga rồi đó. Nga banh tành ở ngoài trên rồi. Nó thành ra về chỗ đó rồi còn đây là binh nhau nữa. Thì nó xảy ra. Rồi còn cái là rồi qua liền năm nước chật đàn nữa. Rồi qua lộ văn giáo máu trào huyết luôn. Rồi khi mà cái núi không cấm nổ rồi có đền vua này kia rồi không có vua ngồi đó rồi vô tranh giành cái bộ phủ lư, cái cờ cái phướng đó. 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 Rồi thập bát quốc chư hầu giành xé. Rồi hết cái đó rồi thêm tàm bàn môn tả đạo tranh giành, bàn môn là Ngũ Long công chúa đó, sau này nó quấn phép với tiên nữa,
thành ra nó quá phép rồi, cái quả địa cầu này tiêu hết khắp thế giới, biến di Thương Hải rồi mới dùng phép màu lập lại xung quanh. Vậy thì bây giờ mình được Đức Thầy là một ông lãnh năm xác định xuống đây là ông Phật đó, mà ông lãnh trách nhiệm xuống đây ông dạy, mà ông dạy từ tiên phàm ma quỷ súc sanh, mà dạy chung hết trơn cái cõi Ta Bà này chứ không phải dạy riêng nước Việt Nam. Nhưng có một cái là mai ở nước Việt Nam này đó là sau này là nhằm cái cõi Trung ương, hay gì Phật xuất An Giang hoặc là ta về An Giang tỉnh thì ở An Giang có ông Phật, mà cái vùng An Giang thì có cái bãi núi đó, bãi núi nó là tượng trưng cho âm dương, sông thì Cửu Long, vì có thế mà mới có sanh ra Phật tiên thánh xuống trần. Nói vậy thì mình rất may mà ở trong nhà Phật, mà nếu ở trong nhà Phật thì bây giờ mình ráng làm con Phật để đặng được hưởng Phật ban thưởng cho mình, chứ nếu mà ở trong nhà Phật mà không làm con Phật, làm con ma thì nó không được hưởng. Thí dụ gì? Cho nên cái lúc này là chúng ta lập thân, chúng sanh còn có lập thân hồi này, có hồi này lập đến thân là vì kỳ này xả tội đó, rồi kỳ này được Đức Thầy lòng vị Phật cũng chỉ mình rành rẽ, rồi cứ việc làm theo ổng đi rồi hưởng, chứ không có hành trang. Chứ giờ đừng có tin ông này bà kia nó mất công. Bây giờ thời kỳ này nó nhiều lắm. Hồi Đức Thầy vắng mặt tới giờ đó 4 năm 6 cái đạo tà, nhưng mà mình không có nói tên. Thì bây giờ từ đây tới nó hoài, có hoài. Thành ra gì chỗ đó mà thôi, bây giờ mình tu là sửa chứ không gì. Thầy nói đời cùng, tu gấp kịp thì, tu gấp là sửa gấp. Bị gì nó đền vàng nó cấm lộ hai mai, hay là cờ đã thất còn chờ nước chiếu nữa bí. Chuồng đời như cái pháo châm ngòi, có nghĩa là cái pháo châm ngòi thì nổ, phải không? Thì cái cuộc đời này nó cũng vậy. Cho nên giờ lúc này còn yên, tôi cũng mong rằng quý ông bà, cô bác, anh chị em hãy đăng ký vô đi. Bởi vì cái đạo là mục đích để cứu đời, cái đời nó là khổ. Cũng như đạo Phật diệu diệu thâm thâm dầu màu tận thế, cái đời tới đây nó cùng, nhưng mà đạo ngàn năm vẫn còn. Thì ổng xuống mở cái đạo cho mình, giờ muốn còn nhảy qua cái đạo. Mà cái đạo qua đạo thì còn, cái đời thì cùng. Vậy thì bây giờ đời mà nó cùng rồi, không còn vật gì hết. Vậy thì mình hôm nay rất may mắn là được Đức Thầy lòng vị Phật cũng chỉ mình rành rẽ để đặng rồi sống, cũng như dạy khôn trần thế thế nào dạy ngu. Cho nên ông kêu trong lục tỉnh là người trí, cái người trí là người này biết được tương lai và tin ông này là ông Phật, đã nghiên cứu lời của ông nói. Những gì nó chưa có, nó đã có rồi thì đã ông nói có rồi, còn chưa có rồi đây nó sắp tới. Thiên cơ cũng rõ trơn cho bác tánh từ nơi lao lý. Vậy thì ông cho biết cái việc biến chuyển thiên cơ đó, cuộc đời thiên là trời mà cơ là cái mái trời chạy lẹ đó. Vì thế mà ông cho biết rằng đó, bây giờ hãy mắt nhìn ngoại quốc thì thảm thê, Nam Ban cảnh khổ cũng kề bên. Thì đây cái kề này đó, giờ vòng vòng rồi tới Việt Nam này là phá loại á. Đó, cho nên cũng như mình cài trước đó, mở vòng cài hòa cài riết vô chừng phá lõi là rồi, thì tới Việt Nam mình đó là tới cái trung tâm mà nước Việt Nam nhằm cõi Trung ương, thì tới đây là phá lõi. Cho nên mình rất may là hôm nay mình còn được mạnh giỏi nè, còn cơm ăn áo mặc, còn đi tới đi lui nè kia, còn gần cha mẹ anh em vợ con nè kia. Thì tôi mong rằng quý ông bà cô bác ráng lập thân đi, bị suy đồi. Thành ra bây giờ thầy mới kêu cả tiếng kêu cùng các chư tăng với tín nữ thì Nam Phật giáo nên cố gắng trao thân rồi gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ sinh danh thì công đức Phật từ bi vô lượng. Nói vậy thì bây giờ đó mình đem nhớ giáo lý của Đức Thầy ra nhắc nhở nhau để dìu dắt nhau vào con đường đạo đức. Thì tôi cũng có cái quan niệm là đi cầu nguyện, một là cầu an bệnh nhân, hai là đi cầu siêu, ba là đi cầu nguyện, bốn là cái đám giỗ. Cũng như bây giờ nói cái đám giỗ á, thì cái đây là tục lệ từ ngày xưa lại, truyền lại. Nhưng mà nói riêng Phật giáo Hòa Hảo được Đức Thầy canh tăng lại hôm nay là cái đám báo hiếu chứ không phải là đám giỗ. Bây giờ trước cái đám giỗ rồi cái này kỷ niệm là cái đám giỗ. Mà cái đám giỗ là cúng mặn. Cúng mặn là cúng ở trong dòng họ, kêu trong dòng họ không à, chứ không có cầu ha. Giái ông bà này kia về ăn cơm rồi sao rồi con cháu lại rồi bưng xuống ăn à. Còn bây giờ Đức Thầy chỉ là bây giờ nay là báo hiếu. Mà báo hiếu đó ha, mà so với một kiền liên thì hôm nay đó nó hòa hảo là đại báo hiếu. Là tại sao? Là vì hồi trước một kiền liên nhờ Đức Phật chỉ đãi các người tu, mà mẹ của Ngài được siêu vượt cõi trời là cái phước nhiều, nó tiên cảnh lên đài đó.
Còn bây giờ đó mình cầu về cực lạc luôn. Mà chẳng những cầu cho cha mẹ trong ngày kỷ niệm mà cầu cho cụ quyền đức tổ ông bà ở nơi chính suối. Đức thầy nó thất tổ cụ quyền nơi chính suối đó. Ngưỡng mong hậu tấn quyết tâm trai. Vậy thì hôm nay nhân cái dịp này thỉnh đồng đạo tới đãi người ta cho cái nghiệp nó tiêu. Quyết tâm trai đó. Thì giờ mình đãi thì cái hồi hướng cho cụ quyền đức tổ ông bà dưới là nó tiêu cái nghiệp nhẹ. Rồi mình nhờ đồng đạo này cầu Phật cứu dòng linh. Thì mình nguyện rồi thì Đức Phật phóng hào quang rước những cái dòng linh ở dưới địa ngục mê đồ đó, giảng sanh về cực lạc. Thì như vậy so với Mục Kiền Liên thì mình là đại báo hiếu. Vì Mục Kiền Liên trước có mẹ thôi, nhưng mà vì có trời chứ không vì có Phật. Dạ, mà nó còn bị luân hồi. Còn hôm nay chúng ta được Đức Thầy chỉ chúng ta cầu nguyện là ông bà cha mẹ chúng ta về cực lạc luôn. Mà chẳng những cụ quyền ở nơi chính suối. Cũng như bây giờ nếu mà không được thì Thầy đưa ra những cái cầu nguyện sao? Nhị nguyện cầu cụ quyền thức tổ trịnh độ siêu sanh, hoặc là tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Vì kỳ này là cái pháp môn tu cầu để đặng rồi nhờ Đức Phật cứu về cảnh giới là kỳ này xả tội tiên phàm ma quỷ súc sanh, hãy có nguyện thì Ngài rước này hết. Nói vì thế mà nói riêng tín đồ Phật giáo và họ được cái niềm tin, cho nên cái đám giỗ đó thì nhiều khi đó mình thấy vô tình mình không có cầu thì tội nghiệp cho của quyền tổ ông bà trong không. Một năm mới có lần mà trong cho nó con cháu nó cầu cho mình được lên, mà giờ mình không cầu thì tội nghiệp. Yeah. Vì cái bổn phận con người chúng ta không gì hơn là cái hiếu đặt lên trên. Nói vậy thì hôm nay là cái ngày báo hiếu. Mà báo hiếu này chúng ta được cứu của quyền tổ ông bà cha mẹ thì cái điều nó rất là lớn lao. Cho nên tôi giờ đóng cái vai trò cũng như đi cầu nguyện, cầu siêu, cầu an, rồi đám tán, rồi đám giỗ. Hãy làm sao mà đưa người ta về, cũng như người ta hỏi tôi chứ cái quan niệm ông nghĩ thế nào mà ông đi cầu nguyện. Tôi nói tôi thương thầy. Tại sao ông đi cầu nguyện thì đáng lẽ ông thương cái vong linh người này, tại sao ông thương thầy? Đi thầy nói ta không mồm nói ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chơi khen, nhưng mà thầy xuống đây đó thầy còn mất đi dạy khỏi ta bà. Nói vậy thì mình là tín đồ của Đức Thầy, giờ mình tiếp Đức Thầy. Bây giờ cái ông này chết mình cầu nguyện cho ông về cực lạc nhẹ Đức Thầy. Thầy nó nghiêng hai vai gánh nặng non sông vớt tâm họ làm than bể khổ, mà ông A này ông chết mình cầu nguyện về cực lạc thì nhẹ Đức Thầy. Đó là thương Thầy. Cái đạo bị suy đồi bây giờ mình đi để mình nhắc nhở nhau. À, tu là cùng rồi tu gấp mà kia ăn chay cúng lại niệm Phật nha. À, vậy thì cái quan niệm của tôi là thương Thầy và lo đạo. Còn cái việc mà cúng cầu cho cái ông này đó thì cái này là bổn phận rồi. Bây giờ cái ông này chết là xuống địa ngục là mê đồ. Vì kẻ dương gian người âm phủ. Mình ở đây dương gian. Âm phủ là chơi với địa ngục báo tâm chứ. Mà khi nhắm mắt hồn liều khỏi xác quỷ vô thượng dắt xuống diêm đền. Mà Đức Thầy nói nay đã quy đầu Phật có người thân qua đời. Bây giờ sớm tôi có thằng này nó cũng nhậu nhẹt, nó quậy quạng. Bây giờ nó té xe, nó bể đầu nữa. Chết. Thì bây giờ nghe lời Đức Thầy với giọng bàn giữa trời hay giữa nhà. Rồi gia đình thành tâm mới đem sức khẩn giái con trong đạo quỳ xuống đây mới lại giang sinh Đức Phật. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh thác chốn mê đồ là phải địa ngục không? Rồi giảng sanh về cực lạc. Vậy thì bây giờ tôi nói bây giờ cứu người sống bằng đống vàng. Cái người này chết mà mình cứu sống là bằng đống vàng. Còn cái ông này chết xuống địa ngục đó, mà đeo dám làm gì cực lạc thì hy hữu. Mà ông về cực lạc là ông thành Phật, mà ông thành Phật rồi sao ông độ không biết bao nhiêu người phải không? Nó quý hơn cái ông này mà ông té xong mình vớt lên. Mà vớt lên rồi thì trăm tuổi ông cũng chết. Rồi cũng rớt xuống địa ngục. Mà còn là cái phước nó bằng đống vàng. Còn huống chi bây giờ cái người này chết xuống địa ngục. Thầy biểu mình cầu nguyện thì Phật rước về cực lạc. Mình Phật Phật không có rước được. Mà trong nhà không cũng không rước được. Mà phải ba người gia đình thành tâm đem sức khẩn giái của anh trong đạo hòa vào thể tự quy của Đức Phật thì ba cái này Đức Phật cũng rước được. Vì thế mà tôi có cái tâm đắc ở chỗ đó đi cầu nguyện suốt đời cùng tu gấp. Tu gấp là sửa gấp mà sửa gì? Sửa sang những thói hư tật xấu mình ra lại coi. Mình xét lại coi mình còn tật xấu không. Cũng như bây giờ cái thân nghiệp sát sanh đạo tặc người ta dám thì bây giờ mình ra lại có còn không, còn phạm không. Rồi cái miệng mình lưỡng thiệt kỹ ngôn ác khẩu dụng ngữ mình ra là nó còn phạm gì đó mình sửa. Ký mình tham lam sân nội gì mê si, rồi bây giờ mình ăn chay cúng lại niệm Phật rồi mình thấy cuộc đời này giả tạm rồi còn tham lam chi sân nội gì mê si chi.
Mê có nghĩa là mình gây qua hoài, thôi giờ mình dừng lại đi, không có mê nữa, để mình lo công phu hành đạo. À, vậy thì bây giờ mình già lại trong giáo lý của Đức Thầy thì nó cũng dễ, Thầy chỉ có ngàn lắm. Còn nếu bây giờ tu theo tấu diệu đế của năm anh em Kiều Trường Như đó, nhưng mà giờ Đức Thầy chỉ có một cái là tập đề trước, rồi trước là khổ đề trước. Thì bây giờ tu theo tứ diệu đế cũng dễ đắc lắm. Tập đề bây giờ nói nghe hòa hảo, nói giờ lực nhân quả này kia đời cùng, rồi giờ tu giờ đăng ký vô ăn chay 4 ngày. Đó, tập đề, chữ tập đề nay đà mở cửa để đem vào khuôn khổ là vô hòa hảo rồi nè, đăng ký nè. Nói vậy thì bây giờ mình vô rồi thì bây giờ diệt. Bây giờ còn ăn mặn nè, giờ diệt ăn chay nè, uống rượu bỏ nè, cờ bạc bỏ nè, hôn dữ bỏ, mình bỏ, sửa lần lần. Vì đạo Phật là giải thoát mà mình dứt cái nào là giải thoát cái nấy, mình sửa được cái nào là đắc cái nấy, chỉ đắc là được. Nói vậy thì bây giờ mình trong khi mình diệt là khổ, cũng như bây giờ nếu mà có vợ bé bỏ là khổ, bây giờ đang nghiền rượu bỏ là khổ, nghiền thuốc bỏ là nó hành, mà hỏi khổ này thì đắc được đạo. Tập đề, diệt đề, khổ đề và đạo đề, nó tu theo tứ diệu đế của Đức Thầy ra thì cũng dễ ok. Nó khỏi có đi đâu cho nhiều coi, bị Thầy nó lòng ngộ rồi chẳng có đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Nó tu đó hay là tu tam nghiệp. Còn bây giờ niệm Phật không cũng được nữa, nhưng mà niệm Phật phải diệt lòng tà, đừng chiều theo nói vậy mà hư thân. Vậy thì bây giờ cái đạo Phật là giải thoát, mà mình dứt cái nào là giải thoát, nói coi còn mê nhiễm gì, còn ham gì đó, giờ mình diệt nó chứ không có hành trang á. Thì hôm nay có cơ hội này để mà trao đổi gì không gì hơn là Thầy nói đợi cùng biển mình tu gấp, đời sửa gấp. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, báo ngọc là núi cấm rồi, ngồi đền vàng núi cấm lộ nay mai. Mà dở ra rồi thì chừng đó mình thấy nào là lưu ly mã não hổ phách sa cừ, rồi có ông vua lên, rồi gặp Đức Thầy nữa, rồi Thầy ban thưởng cho mình xứng vị xứng ngôi. Vì thế mà nó quý vô cùng tận, cho nên mong rằng quý ông bà cô bác anh chị em đó nhắn tin qua lời Đức Thầy. Rồi Đức Thầy, chỉ có Đức Thầy, cái cô này nó cũng có cái căn duyên mà trở lại đây mà nhắc được lời của Phật, mà khuyên người ta tu hành, thì cái cô này có phước. Còn nếu mà con nói về vấn đề bóng sen là Bồ Tát hay là kia, cái điều này xưng là không được, xưng là sập. Nhớ nha, để cái thời kỳ này không có cái vụ đó, mà Đức Thầy căn dặn rồi. Coi bói, coi đồng, ông lên bà xuống này kia, đầu đanh này kia, đồ đó ha, sắc màu này kia là tà. Đức Thầy nói là bây giờ bắt lưng, bất lưng nè, không dùng của thế sao cũng không. Thầy nói cũng, tôi nói hòa hảo này, bây giờ nó cũng ăn chay nữa. Còn có nhiều khi ăn trái cây không nữa, không ăn cơm. Hoặc là tịnh khẩu hay gì. Đây nè, chính tôi ngang cửa này, một lần có cô đó là ăn rau không. Nhưng mà rốt cuộc rồi lên trên núi cắm ở trên rồi nó cũng lạc mất tiêu. Cho nên cái bền hay không á là do tu thiệt hay không, rồi cái thời gian mới trả lời. Dạ, đúng rồi. Còn mới đây mà xưng này xưng nọ đó ha, xưng là sẹp. Đây đạo của Đức Thầy không cho xưng. Chính Thầy mà Thầy còn phải hạ mình, tha cũng chẳng hoàn toàn thông thạo. Còn mình mới đây mà trở lại đây tu tiếp mà mình xưng này xưng kia thì coi chừng. Để ý chứ không có gì đó. Nói là đụng chạm. Nhưng mà thời gian mới trả lời. Còn này mới quá mình không chưa biết. Cái gì cũng vậy, thời gian mới biết được thiệt hay giả. Thì nói chung tín đồ Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy cũng có căn dặn rồi, quý vị ráng coi kinh giảng của Đức Thầy, Thầy dặn sao đó. Nhưng mà Thầy có nói rằng đừng mà đâu tin bướng nghe càng. Đời hay đạo phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán cái việc ấy. Chứ đừng bà đâu tin bướng nghe càng. Mà tin bướng nghe càng làm ngu muội thì đã thân uổng kiếp. Bệ kỳ này nó nhiều lắm, nhiều cái mối đạo đà, 3,600 mối đạo đà đấy. Thành ra chỗ đó mà ai mà thiệt tình hết thì mình mừng. Chứ còn giờ nó giả trá đủ thứ hết. Thành ra thôi, tôi khuyên có một cái giờ mình tu rồi coi giáo lý của Thầy, bây giờ có bao điều kiện ăn chay cúng lại niệm Phật. Dạ. Hồi tập làm hiền, bây giờ lập rồi hồi hôm qua đang coi hiền. Dạ. Mình giờ có hiền chưa? Chưa hiền, ráng làm cho hiền. Chứ cái cô này không biết cô có hiền hay không, bây giờ cô hiền đó. Nó mới trả lời chứ nó một bữa đâu có được. Cái gì cũng phải thời gian. Bởi Thầy nói cái người tu đó, đường xa mới biết tài con ngựa ký, lúc nguy nàng thối chí cùng chăng. Mà cái người nào mà bền lòng thì dị quả cao thang. Cái tu này nó giải đãi nhiều lắm, ngày nữa chừng cái ngã. Dạ, đúng rồi. Thành ra vì chỗ đó mà đừng có tin tôi nói hòa hảo này chứ.
tu gần tới mãn rồi, bây giờ nó cũng bị rớt nữa. Bây giờ ví dụ nó ăn chay trường đặng mà tu cho đến ngày thành Phật, nghe không? Yeah. Nhưng mà bây giờ đau đứa con vậy. Yeah. Nói bây giờ bác sĩ nói vậy thôi, ba ăn mặn đi. Chứ giờ ba đau rồi ai nuôi ba nè, tốn tiền tốn bạc, thôi ba ăn mặn đi, rồi chừng nào ba mạnh cái rồi ba hả ăn tu rồi. Yeah. Thì quy đức thầy, nhưng mà nghe lời bác sĩ hoặc là nghe lời con hay là vợ rồi ngã. Bởi đức Phật thầy đi ăn nó nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng thì công khó tiêu tan. Đó. Vậy thì hơn nhau có một chữ bền. Thì cái đạo của đức thầy chỉ có cái bền. Đó. Thành ra tôi nói trong tín đồ Phật giáo hòa hảo rồi đừng có dội. Phải rà cho kỹ nghe. Coi thiệt hòa hảo hay không, thiệt ông này tu thiệt hay không, tu dối. Đó. Thì biết. Mà tu dối vậy biết lắm. Ăn của ba gia má tánh này kia, thọ hưởng này kia đó. Thì trong cái người tu nó có hai cái, một là nghịch xảo. Thì đầu tiên tu cái bị khảo đảo này kia, con vợ sớm chồng này kia, nó này nó nọ. Nhưng sao cái nó thận khảo? Thận khảo là bằng đâu chúng đó, vì tu có phước. Dạ. Cái ông này giúp ông kia, giúp cái mua đất, mua máy cày này kia, kinh doanh lên. Đấy, cũng như thấy mấy ông đạo rồi đó, phải không? Dạ. Đó, đó là thận khảo. Nó dẫn tình danh, lợi, tình, ba cái này nó lôi mình đi theo nó. Mà cái miếng ba cái miếng mồi này từ hồi xưa giờ mình nó luân hồi cũng tại vì nó danh lợi và tình đó. Đó cho nên đức thầy mày bây giờ biểu hành thôi lui chân ra khỏi, xin đừng đeo đắm lại danh này, xin mình đừng có đeo đắm lại danh. Tôi nói bây giờ nói dầu cho bây giờ tôi nói cái ông này có hào quang nữa cũng không bằng đức thầy đâu, tôi nói thật rồi. Đi thầy lãnh năm sắc lệnh mà thầy nói cuộc thiên lý một bầu điều hoảng. Dạ. Thiên là trời mà lý của trời thầy biết hết, mà lãnh năm sắc lệnh xuống đây cứu đời và lập quốc thì ai hơn thầy đâu. Mà bây giờ mình đã quy với ổng rồi thì bây giờ nghe lời ổng, ổng dạy dạ. Cặn kẽ rồi bây giờ còn nghe ai nữa, ví dụ vậy đó. Tôi cũng khuyên mấy ông bà cô bác là bây giờ coi muốn tu chín chắn hay không là đặt cái lý của đức thầy đi, cái gì ổng chỉ mình làm thì làm, còn không có thôi bỏ. Tu là sửa, vì mình sửa xấu thành tốt, sửa dữ thành hiền, sửa tà dại là thành ngay thẳng, rồi sửa chúng sanh trở lại thành Phật, rồi sửa sanh tử của mình trở lại thành nét bàn, bất sanh bất diệt. Vậy thì bây giờ mình lo sửa mình đi, chứ đừng có chạy theo người ta. Chạy hay lầm lắm. Đa số hòa hảo này cũng bị tùm lum hết trơn, hồn từ rước gốc bự không. Đó. Dạ, nó bị ảnh hưởng. Cái nói, đức thầy nói bổn đạo hồi đông mà xù dông không đầy đó. Bổn đạo thì đông, khi mà đức thầy ra đời đó đa số quy đức thầy, bổn là căn gốc. Yeah. Quy đức thầy trước mặt, nhưng mà rốt cuộc rồi không thấy chạy rớt rồi khơi trơn. Còn cái tín đồ, tín người này không gặp thầy nhưng mà nghe giáo lý của đức thầy tin tưởng rồi tu, vì mà cái người này cái số này đắc không chứ cái cây này chết rồi thì mình cũng riêu. Vậy thì mình bây giờ mượn cái thân xác này nè, thân xác cha. Yeah. Mượn nó mà nếu khôn quá bây giờ mình lập thân, sau này mình có cái thân kim thân thị hiện là dứt trừ tử sanh. Còn mình cứ lo cái thân này hoài đó thì cái thân kia nó không có. Cho nên mình giờ có hai mặt, một thể xác, hai linh hồn. Vậy thì bây giờ mình tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, ăn cơm để nuôi cái thân này, nhưng mà tưởng nhớ Phật để nuôi cái linh hồn, thì cái người này có cái trí nhận xét đó. Còn bây giờ người ta không biết, người ta nói giờ lo cái thân xác này cho nên mày ăn mập béo đi chết là hết, thì cái người này người ta không có trí nhận xét gì cái tương lai. Cho nên hôm nay đức thầy phân tách chỉ cho mình, nhắc chỉ mình rõ ràng thôi. Bây giờ mình ráng lập thân, bây giờ kim thân thị hiện, cái thân đó nó hiện là cái thân nó bằng vàng, nó không có sanh tử.